Chào các bạn, không thấy các bạn ở đó, nhưng bây giờ đã có ánh sáng, chúng ta có thể nhìn thấy nhau rất rõ rồi. Các bạn đã bao giờ thắc mắc bóng đèn xuất hiện như thế nào hay là chưa? Tìm hiểu thử nha, tiến vào nào. Hồi xưa, trước khi bóng đèn được phát minh, người ta thường sử dụng đèn cầy ở trong nhà của mình để thắp sáng. Thực ra thì đến bây giờ vẫn sử dụng mỗi khi xảy ra cúp điện đấy. Nhưng mà đèn cầy thì rất là bừa bộn có phải không? Mặc dù nhìn đèn cầy có vẻ rất là đẹp, nhưng mà nó khá là nguy hiểm đấy. Ta có thể ngửi thấy mùi gì đó cháy. Thấy ta muốn nói cái gì không? Đã thấy sự nguy hiểm chưa? Và đó là lý do chúng ta cần cảm ơn Thomas Edison vì phát minh ra bóng đèn đầu tiên khai sáng cả thế giới. Đó là một phát minh vô cùng vĩ đại. Ít ra là nó đã thật sự giúp soi sáng cả thế giới. Thật tuyệt vời! Thomas Edison, nhà phát minh ra bóng đèn, còn phát triển cả 1000 phát minh khác ngoài bóng đèn nữa đấy. Một vài phát minh nổi tiếng của ông bao gồm máy bầu cử nè, pin điện nè, và còn có cả máy quay phim nữa. Thật kỳ diệu! Thomas Edison không phải là một học sinh sáng dạ cho lắm. Ông thấy rất khó chịu với lịch trình của trường học. Tuy nhiên, ông có một đầu óc rất tò mò và luôn luôn tìm tòi thực hiện các thí nghiệm khoa học dưới sự chỉ dẫn của mẹ mình. Chính tính cách tò mò này đã dẫn Edison tới con đường soi sáng căn nhà của chúng ta. Nguyên tắc thì thực chất cũng khá là đơn giản, chính là dòng điện chạy vào trong dây tóc và khi dây tóc nóng lên thì nó sẽ bắt đầu phát sáng. Và do đó chúng ta có được ánh sáng, không có gì khó cả phải không nào? Nhưng để thực hiện phát minh này, Edison đã phải đối mặt với rào cản rất lớn. Ông phải khiến cho bóng đèn đủ sáng và đủ lâu, dẫn đến quá nóng và vỡ bất cứ lúc nào. Edison thí nghiệm với các loại dây tóc khác nhau để tìm ra loại thích hợp cho bóng đèn của mình. Ông thử dùng dây tóc đồng, bạch kim, và cuối cùng ông thử dùng dây tóc từ kim loại. Sau khi thử nhiều lựa chọn, Edison chợt hiểu ra một điều và cho rằng lựa chọn ban đầu, dây tóc carbon, là tốt nhất. Nhưng trước khi ông có thể tuyên bố phát minh của mình, Edison phải dùng thử và xem nó có sáng lâu hay là không. Vào ngày 22 tháng 10 năm 1879, Thomas Edison thử nghiệm bóng đèn thành công lần đầu tiên và dây tóc đã cháy mạnh mẽ và sáng trực trong 13 tiếng rưỡi đồng hồ. Và điều đó đánh dấu một phát minh lớn lao, chính là bóng đèn. Và các bạn ơi, không chỉ như vậy đâu, ta còn có một điều thú vị khác để kể cho các bạn là gì? Có 23 bóng đèn được phát triển trước Edison. Ông Humphrey Davy là người tạo ra bóng đèn hồ quang điện đầu tiên vào năm 1809 và Warren D. LaRue thiết kế ra đèn sợi đốt đầu tiên vào năm 1820. Sau hơn nửa thế kỷ làm thí nghiệm, ông Joseph Wilson Swan tạo ra bóng đèn có tính chất công nghiệp hơn, được dùng để thắp sáng tại rạp hát Savoy ở thành phố Westminster. Tòa nhà công cộng đầu tiên trên thế giới được chiếu sáng hoàn toàn bằng bóng đèn điện. Thật tuyệt vời phải không nào? Edison đã thử 4.700 loại vật liệu khác nhau để tìm ra loại dây tóc hoàn hảo, bao gồm cả sợi râu nữa. Việc sản xuất bóng đèn đã phát triển theo năm tháng. Gần đây nhất chính là bóng đèn LED. Vậy nên, lần sau khi bật đèn trong nhà thì các bạn đã biết rằng ai phát minh ra nó rồi chứ. Tạm biệt nha các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại lần sau khi ta mang đến các phát minh đáng kinh ngạc hơn nha. Ta đi đây.
Chào tạm biệt.